Em nhìn từ xa mới hết hồn á. Chị làm gì cầm cái túi xách ẹo qua ẹo lại tạo kiểu tùm lum vậy? Em ơi, chị đang thử cảm giác cái gọi là được làm người mẫu đó em. Một là người mẫu, hai là cúp bế, với người mẫu cúp bế là gì? Không, ý là giống như cái sản phẩm này nè, đó. Em thấy không? Đó, cái này là dành cho cúp bế đó. Ủa vậy hả? Đúng không? Trời, em tưởng chị điệu, chị cầm vỏ sách tí hon, chị đi một vòng vòng ngoài đường chứ. Trời ơi, không phải đâu, ý đổi chân mà dễ thương không? Đây nha, cái này là size lớn ha, chứ cái này là size nhỏ nè, đó. Mà còn size nhỏ nữa nha. Bữa nay là em rủ chị đi làm chương trình chuyện đó, chuyện đây. Sao chị đứa không lo để ôn nội dung, lát vô tìm gặp khách mời mà chị đứng chị tìm hiểu mấy cái vỏ sách này làm chi? Đây, chuyện đó, chuyện đây, đây, hôm nay là về chủ đề cái này nè. Những cái túi sách nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này nè. Ủa, cái này là chủ đề của mình đó hả? Trời, chứ sao? Là hôm nay mình tìm hiểu về cái công việc mà làm túi sách búp bê á hả? Đúng rồi, em vô tới xưởng đi, em sẽ thấy hết hồn luôn. Có nhiều cái nhỏ 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 như vậy nè, những cái túi sách này rất là dễ thương. Hay quá ha. Trời ơi, là bây giờ em như chồng em lựa túi sách tha hồ xong gắn làm bông tai. Hợp lắm luôn, đây chị cũng có một cái. Nhiều kiểu lắm hả chị? Nhiều lắm, em vô quái liền còn cái nhỏ hơn nữa. Rồi, vậy bây giờ quý vị khán giả hãy cùng với Minh Dự và chị Giai Linh tìm hiểu về công việc làm những túi sách búp bê tí hon này nha. Quý vị ơi, chúng ta đang có mặt tại nhà của vị khách mời ngày hôm nay, thiết kế những chiếc túi cho búp bê rất là xinh xắn. Xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân cho mọi người biết được không? Mình là Nguyễn Lê Lâm Đoàn, năm nay mình 33 tuổi và mình đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. 33 tuổi mà nhìn rất là trẻ trung. Chắc là nhờ cái vóc dáng hơi nhỏ nhắn một chút nên là nhìn nó còn trẻ trung á chị. Chị cũng vậy em. Dạ thôi bỏ qua chị luôn đi ha. Dạ thôi bỏ qua chị luôn đi ha. Mình bàn chuyện chủ đề ngày hôm nay ha. Rồi có thể cho mình hỏi là cơ duyên nào để mà mình có thể đưa mình tới cái công việc mà may túi cho búp bê được không? Đó, từ lúc nhỏ là mình đã đam mê về búp bê, về kim chỉ, may vá rồi. Đó thì lớn lên thì mình có học về thời trang. Thì bây giờ là cái công việc này thì y như là nó bổ trợ lại những cái niềm đam mê lúc trước của mình. Nhưng mà có nhiều thứ để mình thiết kế, có nhiều thứ để mình làm, tại sao lại chọn túi sách? Nếu như về thiết kế thời trang thì bây giờ quá nhiều người làm về thời trang. Lúc trước mình đã có làm về thời trang rồi. Đó thì mình phải ý tưởng đụng chạm nhau là có rất là nhiều. Đó cho nên đó là bây giờ mình phải tự chọn một cái lối đi riêng của mình, độc tôn, độc nhất của mình. Hay quá. Vậy thì cái túi sách mình làm á, nó có nhiều loại kích cỡ, kích thước như thế nào? Nói về kích thước về những cái chiếc túi này thì nó sẽ tùy thuộc vào những cái size búp bê mà do khách hàng là đặt mình. Thì nó sẽ phổ biến từ size 1/3 cho đến size 1/24 là nhỏ nhất. Cái túi nhỏ nhất á mình từng làm là nó 2cm. Trời ơi, nhỏ lắm. Xíu gì luôn hả? Có 2 phân thôi. Đúng rồi. Trời ơi, nhỏ xíu quý vị. Rồi ai đeo, con búp bê cỡ nào đeo? Con búp bê 1/8 thì nó khoảng chừng 15cm. Và có nhiều bạn á là size 1/24, con búp bê 1/24 là nó chỉ có 3cm. Thì bây giờ cái đó là mình tự đặt ra là một cái đỉnh cao của mình nếu như mà mình làm được cho 1/24 nữa. Đoàn có còn cái túi sách đầu tiên á mà Đoàn làm á là cái túi sách nào? Đầu tiên á thì bây giờ nhìn lại nó rất là ngu nghê, nhưng mà những cái đó, cái sản phẩm đầu tiên của mình á là mình coi mình trân trọng á, là mình đã dành tặng cho một chị trong hội búp bê mình chơi rất là thân. Vậy thì dự không biết là với những cái túi sách mình làm ra nhiều kích cỡ, nhiều hình dáng như vậy thì cái đối tượng khách hàng của mình á đến từ những ai? Những bạn chơi về búp bê, chủ yếu là chơi búp bê, nhưng mà sau này thì có những bạn thuộc về học thiết kế thời trang, họ chuẩn bị ra những cái collection mới, họ cần phối match mix những cái mà phụ kiện nhỏ. Theo mọi người thì bây giờ cái phụ kiện nhỏ nó đang lên ngôi. Đó, thì các bạn đó sẽ liên hệ tới mình. Rồi có một số anh chị dạng như là người ta đã chơi túi hiệu rồi, họ muốn những cái chiếc túi hiệu của họ là sẽ độc đáo hơn người khác, thì họ sẽ đặt mình những cái mẫu túi nó sao chép y như là 100% giống như chiếc túi lớn của họ, để họ gắn vào là một cái phụ kiện. Đó là một cái điểm độc của họ. Nhưng mà ví dụ bây giờ mình thiết kế những cái nhỏ vậy quen rồi, dự muốn làm một cái túi xách bự và bình thường để mình đi ngoài đường
thì Đoàn có làm được không? Trong khả năng mình làm được, nhưng mà với cái sự so sánh giữa làm túi cho búp bê và làm túi cho người thì mình sẽ thiên về túi búp bê hơn. Vì cái đó là cái đam mê của mình sẽ đặt cái hồn của mình vào đó. Còn túi, nếu như mà bây giờ túi người lớn họ có thể ra những cái khu trung tâm thương mại chẳng hạn, họ mua nhiều đúng không? Đúng rồi. Với cái số lượng túi sách mình làm ra như vậy đó, thì tới thời điểm bây giờ cái đó đã là nguồn thu nhập chính của Đoàn luôn hay chưa? Đúng rồi, nó đã trở thành nguồn thu nhập chính cũng phải là 3-4 năm nay rồi. À, dự tính ra là 3-4 năm nay là Đoàn, còn nhớ là Đoàn đã sản xuất được khoảng bao nhiêu cái rồi không? Phải chắc trên dưới cả ngàn á. 1.000. Vậy tính ra cái số người á mà chơi búp bê với lại sưu tầm những cái túi này về trang trí trưng trong nhà vẫn còn nhiều đúng không? Cái hội búp bê mình tham gia là có rất là nhiều hội, nhưng mà cái hội đông nhất phải 20,000+. Wow. Đó là hội búp bê chính thống nha. Mình chơi búp bê là búp bê chính thống. Không những là ở trong nước mà bây giờ á là sản phẩm của mình đã biết khách nước ngoài biết tới nữa. Vậy mấy năm trôi qua như vậy thì Đoàn nghĩ là vì điều gì mà cái đam mê thiết kế những cái túi xách búp bê nó theo Đoàn tới bây giờ? Đó là cái sự yêu quý búp bê và đam mê thời trang. Thì bây giờ là mình làm cái này y như là mình hỗ trợ song hành với nhau, hai cái niềm đam mê đó nó kết hợp với nhau thôi. Đoàn nghĩ là cái sở thích chơi búp bê, sưu tầm búp bê và những phụ kiện cho búp bê thời nay nó khác gì so với những năm trước không? Khác, rất là khác. Tức là vì cái thời dự là còn học sinh ở trời mình đó chị Linh, tức là ra trước cổng trường vẫn có rất nhiều người bày ra đúng búp bê. Đúng rồi, nhiều lắm. Mà rõ ràng búp bê xưa chị Linh cái thời của mình á, con nào cũng giống con nào chứ á. Muốn rồi. Khác với tự may đồ. Với lại làm gì có nhiều phụ kiện giống giờ. Đúng rồi. Đặc biệt cái hội nhóm búp bê mình tham gia không có trẻ em, chỉ là các anh chị lớn, các anh chị nhân viên văn phòng, mẹ bỉm sữa, các bạn làm ngành nghề thời trang, và cái cô mà lớn tuổi nhất là phải là 70+ tuổi rồi. Wow. Tại vì chị biết em có quay một cái tập về nghề trang điểm cho búp bê, mua một con búp bê về, nhập từ nước ngoài về, trang điểm hình hài khác, tóc khác, kiểu dáng khác luôn. À, có thần thái như con người vậy đó, làm lông mi, làm môi, kẻ mũi, chân mày đồ hết. Thì à, làm lại. Làm lại hết thì em cũng thắc mắc, có con bán 10+ triệu nha. Wow. Nhưng em thắc mắc là cái đối tượng khách hàng mình muốn bê là ai? Vẫn hoàn toàn là người lớn. À sao hay ha. Là... lại không phải là con nít. Đó. Vậy thì Đoàn nghĩ càng ngày cái nhu cầu chơi búp bê, sưu tập phụ kiện nó có ngày càng tăng lên không? Theo Đoàn là có, tại vì bây giờ những người mà chơi búp bê, những người thích thời trang thì họ cái gu thẩm mỹ của họ rất là tinh tế. Họ có thể là bây giờ họ theo dõi những cái collection mới ở trên thế giới, rồi từ đó họ sẽ đặt hàng những cái mẫu túi mới nhất của họ. Thì mình coi cái sự đặt hàng của khách y như là một cái thử thách cho mình. Rồi chị Linh có nghĩ khi mà cưng búp bê như con, như em, như chị, như bạn của mình á, là coi như thích cái túi nào mình đang có, cho búp bê mình có cái túi y chang vậy luôn không? Đúng rồi. Có. Có chứ, chị nghĩ là có. Đoàn ơi, có nghĩa là Đoàn rất là đam mê búp bê. Thì ví dụ như ngoài làm những cái túi sách nhỏ nhỏ nha, Linh mượn xíu nha, dễ thương ha. Thì ngoài những cái làm những cái túi sách nhỏ nhỏ như vậy nè, thì Đoàn có ví dụ như may quần áo hay là nón, những cái phụ kiện khác cho búp bê không, hay là Đoàn chỉ làm túi sách không thôi? Lúc trước thì Đoàn cũng có may đồ, cũng có làm giày dép, nói chung là tất cả các phụ kiện trong tầm tay của mình làm được mình đã làm hết rồi. Nhưng mà khi mà sau một cái thời gian mình làm á, mình cảm giác là chỉ túi sách nó mới đem lại một cái niềm hứng khởi cho mình mỗi khi làm thôi. Vậy thì sắp tới trong tương lai á, Đoàn vẫn tiếp tục duy trì cái khối lượng công việc như hồi nào giờ, hay là muốn mở rộng thêm về một địa điểm làm việc khác không? Dĩ nhiên là mình không muốn duy trì mà mình muốn phát triển hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái điều tiên quyết bây giờ mình phải tìm được một cái người cộng sự và xa hơn là một cái ekip. Chúng ta thường nghĩ rằng búp bê chỉ là một loại đồ chơi gắn liền với tuổi thơ của các bé trai, bé gái. Nhưng trên thực tế với một số người, niềm yêu thích búp bê đã biến thành đam mê, thú vui không thể thiếu trong đời, dù độ tuổi của họ là bao nhiêu đi nữa. Trên thế giới và cả tại Việt Nam, có không ít nhà sưu tầm sở hữu bộ sưu tập búp bê số lượng lớn với giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Ngoài việc mua nhiều loại búp bê, các nhà sưu tầm còn có thú vui mua sắm các phụ kiện trang trí cho búp bê của mình thêm phần sinh động. Phần lớn các phụ kiện đi kèm được các nhà sưu tầm quan tâm là quần áo, giày dép, mũ nón, phụ kiện trang sức, v.v. Các phụ kiện cho búp bê thường có kích thước nhỏ, chế tác tinh xảo và đặc biệt phải có hình dáng và chất liệu giống y như thật.
như một phiên bản thu nhỏ đến từ đời thật. Một trong những sản phẩm được các nhà sưu tầm chú ý đó là phụ kiện túi xách mini. Để làm được những chiếc túi búp bê với kích thước nhỏ, đòi hỏi người thợ phải có sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Với năng khiếu về thẩm mỹ, người thợ phải tự ra rập, cắt vải và may hoàn toàn bằng tay. Những sản phẩm túi mini thường làm bằng chất liệu giả da simili và sử dụng 5 dụng cụ làm nghề: kéo, cọ vẽ, tua vít, kim chỉ và kìm ống lỗ. Từ đây, những chiếc túi xinh xắn với nhiều kiểu dáng ra đời và làm hài lòng nhiều nhà sưu tầm búp bê khó tính. Tại Việt Nam, Nguyễn Lê Lâm Đoàn là thanh niên trẻ tiên phong trong lĩnh vực may túi xách thủ công với kích thước siêu nhỏ, phục vụ người chơi búp bê. Với niềm yêu thích và sự cầu toàn cao, các sản phẩm túi xách mini của Lâm Đoàn luôn đạt chuẩn về độ tinh xảo đến bất ngờ. Nhiều khách hàng khi nhận được túi đã không thể tin được là sản phẩm được làm hoàn toàn thủ công. Bởi từng đường kim, mũi chỉ đến các họa tiết và phụ kiện đính kèm trên túi đều rất hoàn hảo. Điểm đặc biệt nhất là các mẫu túi dành cho búp bê của Đoàn có kích thước rất bé nhưng vẫn rỗng bên trong và mở ra được, chứ không phải chỉ là mô hình như các sản phẩm khác cùng loại ngoài thị trường. Vượt qua định kiến là con trai mà may vá, Nguyễn Lê Lâm Đoàn đã dũng cảm theo đuổi đam mê và biến đam mê thành một nghề mang lại giá trị về kinh tế. Anh không chỉ là một tấm gương sáng của thế hệ trẻ thời đại 4.0 mà còn là niềm tự hào của đất nước khi đã chứng tỏ được tài năng trên thị trường búp bê. Người sưu tầm búp bê có yêu cầu tương đối cao đối với các sản phẩm phụ kiện cho búp bê trong bộ sưu tập của mình. Đang thường làm những chiếc túi theo size của búp bê, chiều dài túi khoảng từ 2,5 đến 10 cm. Với ưu thế về giá thành rẻ nhưng chất lượng không thua kém thị trường, sản phẩm túi xách thủ công với kích thước siêu nhỏ của Lâm Đoàn đang từng bước lớn sân ra thị trường thế giới. Đến nay, sản phẩm của anh nhận được sự quan tâm của nhiều người sưu tầm búp bê, không chỉ trong nước mà còn tại nhiều quốc gia như Australia, Thái Lan, Đài Loan, v.v. Rồi mình bắt đầu mình làm ha. Mà cho hỏi là thường Đoàn làm một chiếc túi xách như vậy đó thì cái nhỏ hay cái lớn như vậy thì mất thời gian bao lâu để hoàn thiện? Với những cái mẫu đầu tiên để mình ra một cái rập hoàn chỉnh đó, thì mình phải đặt nhiều cái thời gian nhất. Cái mà lâu nhất mà mình đã từng thử là 12 tiếng. 12 tiếng. Liên tục luôn. 12 tiếng. Vậy cho dự hỏi là những chiếc túi xách này á, dự thấy là chất liệu một cái mở khác nhau. Vậy thì để mình lấy được những cái chất liệu này về thì mình tìm kiếm dễ không? Đối với thị trường Việt Nam thì nó chỉ cung ứng cho mình 50% thôi. Còn 50% còn lại là mình phải nhờ đến các anh chị, các bạn làm cái nghề là order ở trên những cái trang mạng quốc tế. Thì nó đáp ứng khoảng 50% còn lại cho mình. À, vậy bây giờ trước khi mình làm thì nó gồm những công đoạn gì? Về làm một chiếc túi thì đầu tiên là mình phải làm rập rồi. Mình phải đối chiếu từ một cái mẫu túi 1/1 để ra một cái mẫu túi tùy thích vào các size mà khách hàng đặt cho mình, in qua da rồi mình cắt rồi mình may và mình trang trí thành phẩm. Dạ. Vậy bây giờ Dự và chị Dê Linh bắt đầu làm thì Đoàn có thể chỉ cho bắt đầu từ đâu không? Cái công đoạn mà cắt rập là mình đã có rập hoàn chỉnh đồ hết rồi. Những cái này thì mình cũng đã cắt hết. Đó. Thì bây giờ là công việc của mình là chỉ cần may cơ bản những cái đường để tạo thành một cái thân túi. Rồi đây là cái phần hông của túi đó, còn đây là hai cái phần nắp của túi. Đây là nó hoàn chỉnh một cái túi như vậy, nó gồm 3 phần như vậy. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình làm ha. Đây là chỉ màu xanh, đây là chỉ màu hồng. Dạ. Yeah. Mình sẽ may sát mí bên ngoài đó, làm cách cái đường biên ở ngoài là khoảng một ly. Mình may là mình sẽ để ý là mình sẽ may bề mặt, mình sẽ lật bề mặt lên. Đó, mình sẽ cầm bề mặt như vậy để mình xử lý những cái đường kim của mình là ở trên bề mặt này thôi. Đoàn ơi, Đoàn cho Linh hỏi là những cái công đoạn may như vậy nè, là mình thường là mình may tay như vậy thôi hả, hay là mình có may qua máy móc gì không? Cái thương hiệu túi xách dành cho búp bê của mình là nó được hình thành bởi cái slogan là không sử dụng máy móc gì hết, nó chỉ là 100% bằng tay. Làm bằng tay hết mà đẹp như vậy đó hả? Trời ơi Dự ơi, làm sao cho coi được cho Dự. Dạ Đoàn ơi, bây giờ nếu như mà có ai order bất kỳ một kiểu dáng nào mà họ thích chân búp bê của họ thì Đoàn đều làm được hết, trong miễn là nhìn được cái mẫu. Đối với đó thì mình sẽ tùy thuộc vào những cái khách hàng
thì họ đưa cho mình những cái mẫu. Nếu như mà cái mẫu đó mà mình cảm giác là mình làm được, mình mới nhận thôi. Có các khách hàng nào mà làm xong xuôi rồi khó tính quá, sửa đi sửa lại, sửa đi sửa lại không? Có cái kỷ niệm đó là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Và cái bạn đó là mình phải nói là mình rất cảm ơn bạn đó, vì cái bạn đó là một bạn người Úc. Anh Đoàn ơi, không biết là mình có cái suy nghĩ là mình sẽ phát triển cái nghề may túi xách cho búp bê này phát triển rộng rãi hơn bằng cách là mình nhận thêm học viên không? Nhận thêm học viên hả? Đó cũng là một điều mình rất là trăn trở. Tại vì khi mà các bạn đến học với mình, điều đầu tiên mình muốn là các bạn phải có một cái nền tảng làm vai tay trước cái đã. Đúng rồi, tại vì là cái sản phẩm của mình là sản phẩm handmade. Và nó nằm, cái giá trị của nó nằm ở trong những cái công đoạn mình làm bằng tay như vậy. Nó mới giá trị thôi. Ủa rồi có ai tới học thử bao giờ chưa Đoàn? Cũng có 4-5 bạn rồi á. Nhưng mà do mình khó tính quá, mình cũng giao cho các bạn là cái công đoạn như vậy. Mình test tay nghề của các bạn trước. Nhưng mà sau đó thì các bạn không chịu được. Đúng rồi, hồi nãy giờ nội mình thử thôi đó, là cái lưng nó nhức ơi là nhức rồi. Không, nhưng mà được cái là hai học viên này là sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng đâu. Đoàn cứ yên tâm đi, nhận đi, học không? Chính là cái nghề cái trái đồ cưng. Cái này, cái công việc này nó luyện cho mình sự kiên nhẫn. Rất là kiên nhẫn. Đôi lúc á mình bị mất tập trung, mình mất kiên nhẫn đi, mình phết nhầm một vệt keo là hư cả cái túi, là mình bắt buộc mình phải làm lại từ đầu. Khi mà gia đình mình thấy mình phát triển thành công với lại công việc này thì mọi người có nói gì không? Cái hình ảnh mà một thằng con trai chơi búp bê rồi ngồi may đồ cho búp bê như vậy á, thì đối với một cái gia đình truyền thống họ không chấp nhận đâu. Nhưng mà cái gia đình của mình được một cái là nó vừa truyền thống mà nó vừa hiện đại nữa. Các mẹ của mình thì thấy mình như vậy thì biết mình đã đam mê từ nhỏ rồi. Rồi mình lại có một thời gian là mình theo học cái thời trang nữa, cho nên là họ hiểu cái công việc này. Họ cho rằng là tại sao cái thằng này nó bỏ một cái công việc ổn định như vậy. Nếu như mà mình cố gắng nhiều hơn thì mình sẽ đạt tới một cái đỉnh khác chẳng hạn. Đó, rồi họ cho rằng những cái công việc của mình đang làm nó vô bổ lắm, nó phù phiếm quá. Dạ, thưa anh Đoàn, em rất là mỏi lưng. Thưa anh Đoàn, em rất là mỏi lưng. Trời ơi, cận 4 độ mà ngồi xỏ từng đi từng tí quá mệt đi. Mình Đoàn không những cận mà mình còn bị mù màu nữa. Đoàn bị bệnh mù màu. Tức là sao Đoàn? Đoàn không có nhận biết được một số màu sắc ở trong cái bảng màu. Có nhiều khi mình bị mất khách là do cái tật bẩm sinh của mình là màu màu như vậy. Mình hay nhầm nhất đó là màu xanh lá và màu đỏ. Ra đường không bao giờ dừng đèn đỏ. Mình chỉ dừng đèn đỏ với một cái điều kiện là mình thấy người khác dừng trước mình mới dừng theo thôi. Chứ nếu như mà thả đoàn ra mà ngay một cái ngã tư chẳng hạn mà đường vắng như vậy là cứ bon mình đi rồi. Trời ơi, mấy mốt là phải ra đường với leo các bạn. Tôi bị mù màu, nhất là màu đỏ. Để công an giao thông thông cảm cho mình. Sau một thời gian thử thách thì mình cảm giác là hai học viên này chắc là cũng sẽ cần một cái thời gian để trao dồi thêm cái kinh nghiệm, cái tay nghề may tay của mình quá. Chứ nếu bây giờ mà các bạn mà ngồi mà làm may hết cái này chắc hết cả cái chương trình quá. Rồi, hên quá. Nãy giờ đợi cái lời nói này lâu lắm rồi đó. Đúng mà... dám bỏ cái kim đó. Thầy giáo này khó tính lắm nha. Đó. Thường là Đoàn may là một cái túi cỡ 12 tiếng đúng không? Đó. Mình may 12 ngày. Trời, quý vị ơi, công nhận lại thêm một công việc mình cảm thấy những cái đồ vật, những cái thành phẩm mình tạo ra nó nhỏ nhắn, xinh xinh, bé bé, xanh xanh, đỏ đỏ, em nhỏ nó mừng vậy. Chứ thiệt ra là tốn công sức, ngồi mà căng con mắt ra, xỏ kim rồi may từng ly từng tí theo cái ly của nó. Rồi hả, mỗi lưng nữa, ngồi tay ngồi may không, may hết cái này là cũng đã mệt rồi quý vị. Đúng rồi. Rồi còn trang trí, gấp lại sao cho tạo ra một khối hộp của túi xách. Trời đất ơi, quá cực luôn á Đoàn. Bỏ cuộc à? Bỏ cuộc. Quyết định bỏ cuộc. Bỏ cuộc. Bây giờ không biết nói gì hơn là phải nể anh Đoàn thiệt. Dạ. Nể luôn. Với một cái kiến thức và kinh nghiệm mà bây giờ quyết định làm một công việc mà vừa có giá trị tinh thần,
mà vừa có giá trị thẩm mỹ nữa. Minh Dự và chị Giai Linh xin chúc cho anh Đoàn sẽ ngày càng phát triển với công việc của mình, sẽ có thật nhiều cơ hội với đối tượng khách hàng cũng như là những cái nhu cầu của cái hội mê búp bê đó, để cho mình lan tỏa công việc mình ra, và những cái đơn hàng từ nước ngoài sẽ ngày càng nhiều hơn nữa, để cho cái nguồn thu nhập của mình á nó không những đủ mà còn dư để mình lo lắng lại cho gia đình, để hàng xóm mà nào giờ họ không biết công việc của mình á, họ sáng mắt chơi, thấy không? Rồi xin được cảm ơn nha bạn Gia Linh và bạn Dự đã đến với mình ngày hôm nay, trải nghiệm của mình một cái buổi làm túi như vậy. Quý vị ơi, nghề nào thì cũng là nghề, và nghề nào cũng có cái cực, cho nên là bây giờ tạm biệt anh Đoàn, Minh Dự và chị Gia Linh. Xin cảm ơn anh Đoàn đã dành những cái thời gian quý báu của mình, tại vì thay vì từ nãy giờ nói chuyện thì mình đã làm được chắc là cũng mấy cái túi sách rồi đó, chứ không phải ngồi mai từng ly liên tí như hai học viên này đâu. Cảm ơn anh Đoàn rất là nhiều. Quý vị khán giả ơi, hãy cùng Minh Dự, chị Gia Linh theo dõi chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ Minh Dự, chị Gia Linh, anh Đoàn xin chào và hẹn gặp lại.